trả trước khoảng 200 triệu, chủ sử dụng và mua mới từ đầu luôn. 4 lớp là zin thông xe, đó là 755 triệu. À, chiếc này thì có hỗ trợ trả góp ngân hàng. Rồi, Thắng xin kính chào anh chị khách hàng nha. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Văn Thắng. Hôm nay về được chiếc xe Innova số tự động mẫu mới đây anh chị ơi. Mấy hôm dài thì về chiếc mẫu cũ không à. Mẫu cũ thì có những anh chị khách hàng á lại không thích cái form dáng của nó, nhìn nó kiểu như nó không có được sang á. Rồi lựa chọn mẫu mới thì hôm nay về được một chiếc nha. Chiếc này là 2021 màu đồng ánh kim, xe đi được 55.000 cây, một chủ sử dụng và mua mới từ đầu luôn. Xe màu đồng anh kim mới về. Thì hiện trạng của xe thì bên Thắng chưa có làm gì hết anh chị. Nó mới vừa trời vừa đổ cơn mưa nè. Thì có những cái vết chày xước như nè. Đây. Chỗ này chạy xíu cái mũi trước nè. Đó. Rồi ở đây chày nữa nè. Bên Thắng sẽ làm lại những chỗ này nha. Đó. Hiện trạng xe mới về thì nó chày xước thì anh chị cứ lên coi thì chúng ta sẽ nắm được cái chất thực tế. Đó. Xe này thì 4 lớp là zin thông xe, 4 lớp zin. Lớp dự phòng chưa hạ nha, 55.000 cây. Đát lớp nè anh chị. Mâm là mâm mới. Rồi đăng kiểm đường bộ thì xe này về cái đăng kiểm á anh chị, cái đường bộ á anh chị là hết rồi. Đó, tháng 1 2023 nè. Đăng kiểm thì còn được 5 nữa, chưa được 5 nữa thì bên Thắng sẽ hỗ trợ lại đóng đường bộ mới cho anh chị nha. Đó, anh chị mua thì bên Thắng sẽ hỗ trợ đóng cái phí đường bộ mới cho anh chị, không có bị thiếu. Đó, còn đăng kiểm thì chúng ta tiếp tục dùng thôi. Rồi các vị trí cửa nè, nó có bị chạy xíu nè anh chị nè. Bên Thắng tiến hành sơn lại nè. Cửa sau cũng vậy nè, đó, những cái vết xước. Đó, xe thì nói chung là di chuyển tại vì cái xe nó to á, nhiều khi chúng ta di chuyển trên những cái cung đường kẹt á rồi bị xe máy quẹt vô nó dễ chạy xước lắm. Đó, cho nên bắt buộc là phải sơn lại thôi. Đó, nếu mà đòi một chiếc xe mà sơn zin nó khó lắm chị, trừ khi anh chị mua những chiếc xe lướt đi được mấy ngàn cây, mấy trăm cây, hoặc là những chiếc xe nó đời nó 2023 mới mua được mấy tháng thôi thì nó có khả năng là nước sơn zin. Còn đi như cái xe này là 2021 đi được 55.000 cây rồi, bắt buộc nó phải chạy xước thôi anh chị. Nhưng mà về thì bên Thắng sẽ tiến hành sơn sửa đồ lại với cái chất lượng phòng sơn nè, rồi cái mã màu nó giống thì cái xe sẽ rất là đẹp luôn, như cái xe mới vậy đó. Xe này thì có dán phim che mưa, rồi đường viền chân kính đâu hết rồi. Phía sau nè anh chị, 2.0G nha, đèn là đèn zin. Xe không có bị va chạm gì hết, không bị va chạm cắn đụng gì hết, chỉ có chạy xước thôi. Bốn cảm biến sau chạy xước cản nè, sơn lại. Lớp dự phòng nè anh chị, chưa hạ nha. Lớp dự phòng chưa hạ, gầm bởi máy tinh. Phía bên đây thì hai cái cửa cũng có chạy xước nè, mình thấy cũng sơn lại luôn đây đó, chỉ cho anh chị biết. Tại vì xe nào mới về thường thì mình còn thấy được anh chị, chứ xe mà làm xong rồi anh chị lên coi xe nó như mới nhìn không ra đâu, tại vì nó độ hoàn thiện nó cao lắm. Khi mà sơn trong phòng sơn độ hoàn thiện cái mã màu nó cao á. Bên trong xe nè anh chị, ghế nỉ zin. Anh chị không thích thì mình đang tặng cho anh chị bộ ghế da nha. Ghế nỉ ngồi sẽ êm hơn nhưng mà nó hơi dơ. Còn bộ ghế da thì ngồi nó sẽ hơi nóng hơn nhưng mà nó sạch đó. Cái nào cũng có ưu điểm nhược điểm hết trơn á. Còn anh chị thích cái nào thì mình đang sẽ hỗ trợ cái đó. Trần thì chưa bọc nè, có những cái đèn viền, đầu DVD zin, điều hòa tự động, số tự động 6 cấp, có cân bằng điện tử nha, vô lăng phím chữ. Nói chung xe thì nó cũng gần như xe mới anh chị, gần như xe mới đó. Mà chiếc này thì Innova thì quá quen thuộc rồi, anh chị có thể đi gia đình cũng được, hoặc là chúng ta kết hợp chung với việc chạy kinh doanh dịch vụ á, nó cũng hợp lý lắm anh chị. Tại vì nhiều khi chúng ta muốn mua một chiếc xe rồi lâu hàng xóm có ai đi đâu đó chúng ta lấy chúng ta đi thì Innova chính là một sự lựa chọn đáng để chúng ta suy nghĩ nha. Tại vì bởi những giá trị mang lại như rộng rãi nè, độ bền cao nè, chi phí bảo dưỡng thấp, rồi tiết kiệm nhiên liệu nữa. Và chiếc xe này thì bên Thắng đang chào bán mức giá là 755 triệu nha anh chị. Innova số tự động 2021, màu đồng ánh kim, đi được 55.000 cây, giá là 755 triệu. Chiếc này thì có hỗ trợ trả góp ngân hàng được tới 6 năm nha, 6 năm. Anh chị trả trước có 25% thôi, là tương đương với 2 x 30 đi, 37 21, khoảng 200 triệu anh chị. Anh chị trả trước khoảng 200 triệu, phần còn lại chúng ta
góp ngân hàng và hỗ trợ toàn quốc luôn. Đó, thì anh chị nào đang có nhu cầu về dòng này nè, cần được tư vấn cụ thể hơn về xe, về chi phí lăn bánh, rồi thủ tục trả góp sau đó, thì cứ liên hệ với Thắng đi, rồi Thắng sẽ trao đổi qua điện thoại thì anh chị sẽ dễ nắm hơn. Đó, rồi sau đó thì lên coi xe thực tế và lái thử cảm nhận luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau nha.